Rồi, chào các bác nha. Mình mới về tiếp một con 4708 hàng Thái xịn nữa. Nó có đủ đồ hết trơn á, nó có ủi nè. Với kèm với một bộ chảo. 6 chảo. Máy này còn rất là mới nha các bác. Số của nó nè. Bây giờ mình quay cái bên trước đi. Đây là máy Thái xịn nha. Mùi nóc còn đẹp lắm. Này chơi mới đúng 300 giờ. Mới luôn, cây gỗ đầy đủ. Rồi bật gấp lên. Trong đó mình cũng cần chiếc 4708 nữa. Cái gì đó cũ chiếc này. Thì sẽ mới hơn nhiều rồi. Mình đang quay hộp số xíu.
chút nữa mình sẽ làm cái clip chạy thử đó. Với lại báo với các bác là cái lần ngày 26 tháng 4 mình về tiếp cái lô hàng máy gặt á, 20 chiếc á. Bởi vì các bác nào bữa 26 thì các bác cứ tới xem. 70 với 95 không ạ. Rồi cảm ơn các bác nhiều nha.